Ông thú. Hai thú. Anh cầm ba chú, là tổng 5 chú các bác nhá. Nên là em sáng nay em được 7 rồi các bác. Mở màn hai phát là được 7 rồi nhá. Anh hãy bỏ em cầm coi cho. Thôi anh dặm lại nhựa. Đèn thế. Thôi thả cho anh em dưới xuôi đánh. Đầy 4 chú. 6 7 chú cái đấy kìa. Thế tổng 62 là 8 rồi. Dạ vâng, gửi lời chào toàn thể các bác làm thợ bẫy cò trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay tiếp tục một cái buổi em đi đánh cò các bác nhá. Thì bây giờ là cũng 5 rưỡi sáng rồi. Đây em đã cắm xong keo các bác nhá. Đây, hôm nay em chỉ đánh bờ giữa như này thôi. Dọc đây. Đấy, em sẽ quay cho bác cùng tham khảo. Và dọc đây nhá. Đấy, dọc một cái bờ ngang. Đây là một cái con cò giật đuôi này. Đấy, bên này là một con cò tập sự nhá. Trên kia vẫn cái đánh cánh đồng này thôi. Hôm nay em không đánh được thua nữa. Đây. Anh của em vẫn ngồi trên nào bên trên đây. Thì bây giờ em sẽ tắt máy quay đi nhá. Thì có cò thì em sẽ quay cho bác cùng xem. Đây cái đàn đầu tiên các bác nhá. 2 4 6 con các bác. Em ngồi đây ngại hơi khuất. Bây giờ chỉ 5 rưỡi sáng thôi. Nó cũng hơi tối, các bác thông cảm nhé. Mỗi hai con theo rồi. Lại đậu trên cây. Lại về luôn. Hồn thế. Đấu hết cho búi cau kìa rồi. Bác hôm nay mở màn được con nào chưa? Không chịu xuống các bạn. Một con các bạn nhé. Có một con theo được các bạn. Thử đánh mấy nước cỏ diều nữa xem nó có về không. 6 con và 1 con theo. Bây giờ em tắt máy quay, em bắt cò các bác nhá. Đây các bác này, bắt vừa xong là được 2 con nhá. Em cầm máy quay tưởng xuống 1 con thì ra được 2 con các bác ạ. Các bác mở màn được mấy con rồi. Em mở màn phát đầu tiên là được 2 con các bác nhá. Đây một con này. Đây một con. Thì bây giờ em sẽ tắt máy quay đi. Đấy, tí nữa có quà thì em lại quay cho các bác cùng xem. Tiếp tục có một đàn nữa các bác. Này 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113
2 3 con. Chắc là chết rồi. Để bay thẳng vào đây các bạn nhé. Xuống. Hai con các bạn nhá. Ui đây còn hai con trên đầu nữa. Mai nhiều quả lắm các bạn ơi. Có khả năng hôm nay lại vỡ quả rồi. Các bác ở trên mọi miền Tổ quốc đánh được nhiều chưa? Ui đây kín trời các bạn ơi. Vỡ quả thật rồi. Ui, nó nguyên luôn. Không biết có theo không. Một đàn bay thẳng luôn các bạn. Không theo. Nhìn thích thế mà không theo. Vẫn còn 4 con còn trên đầu nữa các bạn. Điên. Lại quay lại rồi các bạn. Đàn ông lại quay lại rồi. Chán. Các bác thấy cảnh này bao giờ chưa? Đàn đông 30 con bỏ đi không theo con nào. Bây giờ em lại tắt cung. Lại quay đi em bắt quả nhá. Được hai con bác này các bạn. Tùng một đàn 4 con các bác nhá. Mày nhiều quả lắm cơ. Hai cái đàn trước thì đông. Nhưng mà thôi em thả đi. Cho các bác ở dưới xuôi đánh như không em đánh hết quả thì các bác hết môn chơi. Một chú. Xuống. Gãy sao ạ? Có một con. Đàn đông thế nhỉ. Mày sao đen thế các bạn. Mày chắc em ra cổng gặp gái các bạn. Em lại tắt máy quay đi các bạn nhá. Đây các bạn nhá. Thành quả 2 phát liền này. Một chú. Hai chú. Anh cầm 3 chú là tổng 5 chú các bạn nhá. Nên là em sáng nay em được 7 rồi các bạn. Mở màn 2 phát là được 7 rồi nhá. Anh hãy bỏ em cầm cua cho. Thôi anh dặm lại nhựa. Đèn thế. Thôi thả cho anh em dưới xuôi đánh. Đầy 4 chú. 6-7 chú cái đấy rồi. Thế tổng 62 là 8 rồi. 8 rồi các bạn. Em tưởng bận nhưng mà cầm máy quay cũng không nhìn được. Tại vì đánh hai bờ. Cái bờ này xuống bờ kia lại xuống. Thì bây giờ em lại tắt máy quay đi các bác nhá. Tí có cò thì em sẽ quay cho các bác cùng xem.
Ui, đằng sau. Anh ơi, đằng sau, đằng sau. Đàn này đông thế. Dậy sao? Xuống rồi lại không xuống. Tắt máy quay đi bắt cò các bác nhá. Đây thành quả của Partner vừa xong các bác này. Một chú. Em cũng không đếm được bao nhiêu con nữa, tại vì cứ đàn này xuống đàn kia. Ngủ trắng bờ luôn. Hai chú. Đây các bác, dọc đây 7-8 chú các bác. Thôi em tắt máy quay đi, em bắt cò đi. Tí lên kia thì em quay cho bác xem nhá. Tục có một đàn 4 con các bác nhá. Bắt đầu theo rồi, trước cánh rồi. Một chú. Hai chú. Tổng hai chú các bác nhá. Em lại tắt máy quay ra em nhặt cò đây. Các bác ơi, tiếp tục. Theo tận con cua xỉu. Xuống một con nữa ba. Chưa kịp giao nhặt quà thì có một con ở trong rừng kia bay ra các bạn. Tổng 3. Ui đàn, đàn trước mặt này các bác này. Chưa kịp giao nhặt quà, không biết nó có bị dẫy không. Ui đây các bác. Đàn này phải mười mấy con. Mấy ba con ở bờ nó có dậy không? Đèn quá các bạn. Vừa tắt máy đi ra định nhặt cò thì lại có một đàn. Hôm nay em chủ quan quá đánh ngơ. Có một bờ thôi các bạn. Gần hai bờ. Đen. Kể hôm nay đánh hai bờ mới ở chua mì đẹp. Thì hôm nay ăn tô. Giờ tổng em mới được gần 20 thôi. Một chú các bạn nhá. Vẫn được một chú. Tổng 4 này. Thế bây giờ là phải hơn 20 rồi các bạn. Đẹp quá các bạn.
Thôi em ra nhặt quà các bác nhá. Thành quả của phát vừa xong các bác này. Được 6 con. Thì chui vào mất vượng có 2 con các bạn, không tìm được. Đây còn 4 con thôi. Thì em lại tắt máy quay đi các bác nhá. Tí nữa có quà thì em sẽ quay cho các bác cùng xem. Một đàn tiếp theo các bạn. 3 con. 4 con. Xuống 2 con. Xuống 1 con các bạn. Thời tiết mưa to quá các bác nhá. Bắt đầu mưa rồi. Mưa dày lắm các bạn. Các bác hôm nay đi đánh có bị mưa không? Đấy cảnh đi đánh cò. Kiếm thêm thu nhập mà. Khó khăn lắm các bạn. Hôm nay quả không theo mấy. Anh ơi, đằng sau 3 con ngon lắm. Các bác mà thấy video của em thì hay thì cho em xin một like, một lượt đăng ký nhá. Để em có động lực ra những video hay hơn. Đây có 1 con, 3 con nữa các bác. Đấy, trời mưa vẫn phải đi quay cho các bác xem. Cũng đam mê. Một con nữa. Hai con. Lu. Đó, ba con vừa ra đánh ở động vũ thì điện. Ba con các bạn. Không được. Đồ nó bay lệch hướng. Bây giờ mà tắt máy quay ra em nhặt cỏ các bạn nhá. Các bạn này. Tắt vừa xong là được 3 con các bạn nhá. Thì em cũng giới thiệu cho các bác là đấy, rất là nhiều những video em đi đánh cò ấy, nhưng mà em cũng giới thiệu cho các bác là cái video này là nhà em cung cấp keo bẫy cò nhá. Đấy, kể cả như là thời tiết mưa như lúc nãy em vừa quay ấy, thì bây giờ cũng ráo ráo nhưng mà lúc nãy mưa vẫn được 3 con các bác nhá. Đấy, tổng hôm nay thì của em là được hơn 20 rồi, chắc nó phải gần 30 rồi. Có những cái top mà cò ra 1 thì em cũng không quay cho các bác xem được. Đấy, bác nào mà xem được có cái video này nhá, mà có cái nhu cầu về keo bẫy cò, khoe bẫy cò, rồi cò trắng giả nhá, thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để góc màn hình video. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video đây. Đấy, ngồi cố thêm một tí nữa xem có được thêm không. Nên chắc là giờ cũng chỉ ra một nắc đác một đôi con thôi, không nhiều nữa. Thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau nhé.